Hôm nay Thịnh Nguyễn mời quý vị cùng với Thịnh dạo chơi đến với tỉnh Cần Thơ và một trong những điểm tập trung các cái du khách buổi sáng cũng như buổi chiều ở tại khu vực này, đó là khu vực của Bến Ninh Kiều. Quý vị vừa mới nhìn thấy cái tòa nhà với cái màu sắc rất đẹp, đó là cái khách sạn Ninh Kiều mới 4 sao. Còn đây là cái khu vực của bãi xe. Trước kia thì khi đến với thành phố Cần Thơ, các cái du khách thường nghỉ lại tại khu vực của khách sạn Ninh Kiều. Ở đây thì khu cũ người ta đã đập rồi, nên bây giờ chỉ còn có hai khu là khu 3 sao và 4 sao thôi. Quý vị thấy chỗ đèn sáng thì chúng ta sẽ đi vào được cái khu vực của khách sạn Ninh Kiều 3 sao. Và trong những thời gian gần đây thì ở khu vực của Bến Ninh Kiều này lại có những công trình đẹp để cho các bạn trẻ ở địa phương cũng như tại thành phố Cần Thơ, một số tỉnh lân cận và những du khách khi có dịp về Cần Thơ và lưu trú ban đêm có thể đến đây. Quý vị thấy một cái cây cầu được làm để bắc qua một cái cù lao phía bên kia, thì ở bên đó mình cũng có thể đi bằng một cái đường ở phía bên trong nữa, cầu lớn xe ô tô sẽ chạy. Còn đây chủ yếu là cây cầu đi bộ. Đây buổi tối quý vị thấy rất là nhiều những cái anh chị và các bạn trẻ đang đến đây để du ngoạn, chụp ảnh và hóng gió. Ở đây cũng là một cái công trình mới đưa vào hoạt động trong thời gian vài năm đổ lại đây, tạo nên một cái sức hút cho thành phố Cần Thơ. Và quý vị cũng thấy bây giờ mình sẽ đi dọc theo Bến Ninh Kiều để ngắm nhìn những cái hình ảnh của những chiếc du thuyền. Thì ở phía bên tay trái của màn hình thì chúng ta sẽ có một cái cây cầu rất là lớn. Và cây cầu này đã giúp cho thành phố Cần Thơ thúc đẩy cái sự phát triển rất mạnh mẽ nha quý vị. Đó là cây cầu Cần Thơ. Còn khu vực mà quý vị đang nhìn thấy có một cái chiếc du thuyền rất lớn, thì nơi đây ngày xưa nó là một cái nhà hàng ăn sáng của khách sạn Ninh Kiều, nằm tại Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Sau khi thay đổi lại quy hoạch, chỉnh trang và sửa lại cái khu vực của Bến Ninh Kiều này, thì người ta đã giải tỏa đi cái nhà hàng nằm ở sát cái bờ sông này và đưa vào đó hoạt động thêm một cái du thuyền. Và cái du thuyền mà quý vị nhìn thấy này là du thuyền của Ninh Kiều Cần Thơ. Đây, mình nhìn lại cái khu vực của khách sạn Ninh Kiều 4 sao quý vị nha. Bên kia cái khách sạn màu tím tím đó là cái khách sạn của tập đoàn TTC, cũng đạt tiêu chuẩn 4 sao. Trước nó gọi là khách sạn Gold. Đây quý vị nhìn thấy cái con đường vào cảng du thuyền Ninh Kiều. Nếu mình ở trong khách sạn Ninh Kiều này thì có thể yêu cầu những chiếc thuyền đi chợ nổi vào buổi sáng cập ở đây để mình lên cho nó tiện. Du thuyền của Cần Thơ là một cái du thuyền mới, cũng như những cái du thuyền phía trước đây mà quý vị nhìn thấy. Thì hai chiếc du thuyền này thì nó làm nhiệm vụ là sẽ đưa những thực khách khi đến với thành phố Cần Thơ này buổi tối, sau khi mình đi những cái cồn rồi đi vào những cái khu vực nhà vườn, thì chúng ta bắt đầu sẽ đến du thuyền này để thưởng thức những món ăn của người của miền Nam. Và một cái văn hóa nghệ thuật cũng khá đặc sắc đã được công nhận, và cũng có những cái festival rất lớn nằm ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũng được diễn ra thế này, người ta hay gọi là đờn ca tài tử. Thì mình vừa ngồi thưởng thức các cái món ăn của vùng Nam Bộ như là cá lóc, hấp bầu, cá rô đồng nướng, rồi một số quý vị có thể thưởng thức được cái món lẩu mắm. Thì mình có thể lên đây mình thưởng thức và kèm theo nhiều cái món ăn được chế biến từ những cái loài thủy sản ở những cái cánh đồng trù phú của miền Tây Nam Bộ, và nghe đờn ca tài tử. Đây quý vị thấy đây là du thuyền Cần Thơ đó. Và cái giờ chạy thuyền này thì tùy vào cái mùa quý vị. Nếu vào cái mùa cao điểm đông khách thì người ta sẽ chạy hai chuyến, một chuyến khoảng 6 giờ và khoảng 8 giờ thì sẽ cập bến lại, và sau đó sẽ xuất hành một chuyến nữa. Quý vị muốn lên đây ngồi thì nhớ liên hệ để đặt vé, đặt chỗ trước thì nó sẽ đảm bảo hơn.
Còn bây giờ Thịnh sẽ đi dọc theo cái bến Ninh Kiều. Đây quý vị thấy, hướng này thì chúng ta sẽ đi được đến khu vực của cái bến du thuyền nhỏ. Tức là đến với lại Cần Thơ thì mình sẽ đến với một cái nét văn hóa của một miền đất Tây Nam Bộ rất đặc trưng. Đó là mình đến với cái chợ nổi. Thì quý vị biết rồi, các cái vùng miền khác người ta đi đến với nhau, người ta gặp gỡ, giao lưu hàng hóa thì thường bằng các cái chuyến xe. Nhưng khi đến với lại hệ thống của đồng bằng sông Cửu Long thì quý vị thấy hệ thống kênh ngòi rất là chằng chịt, nên người ta sẽ đi bằng thuyền, bằng ghe, bằng đò. Chính vì điều đó người ta đã xuất hiện nên được những cái chợ nổi, và nó đã trở thành cái nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nam Bộ. Và chợ nổi này thì những cái chợ nổi lớn nó sẽ hợp vào khoảng tầm 4 giờ sáng và từ từ nó vắng dần, và các cái thuyền nhỏ đến đây mua, sau đó người ta sẽ đi về những cái thơm ấp, những cái vùng xa hơn để bán nhỏ lại, bán lẻ lại. Đây quý vị thấy con đường này. Con đường này nếu quý vị mình đi bằng xe ô tô lớn thì cũng khó khăn và phải tìm cái chỗ đổ quý vị nha. Và dọc con đường này thì có nhiều cái quán ăn, cà phê để mình có thể ngồi thư giãn, nghỉ ngơi và hóng gió mát đến từ cái nhánh sông nhỏ của dòng sông Hậu. Và cái dòng sông phía trước của cái bến Ninh Kiều này thì người ta hay gọi nó là cái xuất phát cho cái việc có cái tên gọi của thành phố Cần Thơ ngày hôm nay, với nhiều cái giải thích. Một trong những giải thích mà dân gian hay nói rằng là khi thời vua Gia Long, ông ta bắt đầu đến với vùng đất Tây Nam Bộ trong cái việc mà phải lưu lạc của mình, và trong một đêm đến bên cái dòng sông này thì nghe được những cái tiếng hát, những cái đờn ca, nên là ông ta mới gọi dòng sông này là dòng sông Cầm Thi Giang. Và người ta nói rằng chính vì từ Cầm Thi Giang đó mà sau này nó trở thành cái tên gọi cho thành phố Cần Thơ. Đây quý vị cũng nhìn thấy cái con đường này thì đã được mở rộng nhiều lần và chỉnh trang lại, nó đã tạo nên một cái diện mạo rất đẹp, khang trang cho khu vực của bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Từ khu vực đường này mình đi tất cả những con đường phía bên tay phải thì mình có thể đến được cái khu vực phía trong với những cái hàng quán ăn uống nhiều hơn. Và nếu đi thẳng cái hướng này thì chúng ta cũng sẽ đến được với công trình kiến trúc, đó là cái ngôi chợ cổ của Cần Thơ nằm trên bến Ninh Kiều. Ngôi chợ này được xây cùng thời với khu chợ của thành phố Hồ Chí Minh là chợ Bến Thành. Và xung quanh khu chợ này quý vị cũng có thể tìm đến được những cái món ăn dân dã, món như ăn vặt, để mình có thể ngồi đó thưởng thức, ngắm nhìn một cái công trình cổ và dùng những cái món ăn địa phương. Cũng như các bạn trẻ, ở đó thì có xôi gà, có chè, có bánh tầm bì, rất là nhiều. Có dịp, có thời gian mình sẽ bắt đầu đến đó trải nghiệm những cái món ăn này và cũng sẽ chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dạo bước ở con đường khu vực của bến Ninh Kiều. Về tên gọi của bến Ninh Kiều này thì trước kia quý vị cũng biết là người ta có gọi nó là cái bến Hàng Dương, vì dọc theo cái bờ sông này có một cái hàng cây dương rất lớn và rất đẹp. Sau đó thì cũng có người gọi đây là khu vực của đường Lê Lợi, nên nó có bến tên là bến Lê Lợi. Và sau này trong cái việc để nhắc nhở lại những cái chiến thắng, những cái bến sông nổi tiếng của dòng lịch sử Việt Nam, ví dụ như quý vị thấy thành phố Hồ Chí Minh thì có cái bến Bạch Đằng, thì ở đây người ta chọn cái bến Ninh Kiều trong một cái bài rất là nổi tiếng, đó là bài cái Bình Ngô Đại Cáo, để nhắc lại một cái thời kỳ vàng son trong lịch sử chống ngoại xâm của người Việt. Đây quý vị thấy ở đây có những cái bãi ô tô xe con, xe hai bánh. Và buổi tối ở đây thì chúng ta cũng có thể đi bằng cái xe điện để dạo quanh một vòng ở thành phố Cần Thơ. Đây là cái khu vực có một cái bến đò ngang. Có dịp thì sẽ quay những cái cảnh của bến đò ngang và những con đò dọc ở miền Tây Nam Bộ cho quý vị nhìn thấy. Và kế bên bến đò đó thì mình cũng có thể đến được cái bến bến tàu để đi tham quan cái chợ nổi Cái Răng vào buổi sáng.
Để quý vị thấy ở cuối con đường đó, nơi có cái bức tường màu vàng đó, là mình gần tới được cái chợ Cần Thơ rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua đường để quay lại những cái cảnh hàng quán. Và khi nhắc đến miền Tây Nam Bộ thì các cái du khách của các vùng miền, đặc biệt là các anh chị hoặc là những ai đến đây, đến miền Tây thì đều phải nhắc đến là cái vùng trái cây. Đó, quý vị thấy đây là cái chỗ bán sầu riêng. Cái mặt hàng để sử dụng hàng ngày, giày dép, rồi những cái đồ trang trí điện thoại rất nhiều. Ở đây cũng có những con phố nó bán những cái trái cây thập cẩm, rồi để mình ngồi thưởng thức và nói chuyện rất là thú vị. Đó là một cái dòng ven theo cái bến Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ về đêm, và khi chúng ta sẽ đến đây và dịp cuối tuần thì nó sẽ rất là đông vui và náo nhiệt, tạo nên một cái không khí giúp cho chúng ta đến với thành phố Cần Thơ và ban đêm mình cũng cảm thấy vui và thoải mái. Đó là một vài cái chia sẻ của Thịnh về khu bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, từ khách sạn Ninh Kiều cho đến khu vực gần chợ của Cần Thơ. Chúc quý vị mình có những cái chuyến đi đến với thành phố Cần Thơ hay còn gọi là Tây Đô thật là vui vẻ, và sẽ có nhiều cái trải nghiệm thật là thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị đến với kênh Thịnh Nguyễn về du lịch lang thang đường phố và các cái điểm tham quan danh lam thắng cảnh ở Việt Nam, cũng như những cái quán ăn, những cái địa điểm thú vị. Hy vọng Thịnh sẽ có dịp đến để chia sẻ cùng tất cả quý vị. Đây, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cũng không quên nhắc lại, phía trước quý vị thấy bắt đầu rất là đông đây. Đây là chợ đêm của thành phố Cần Thơ. Và qua khỏi khu vực chợ đêm bán hàng hóa này thì chúng ta sẽ thẳng tới là khu vực có một con đường gần nhỏ hơn như thế này. Người ta sẽ bán về cái thức ăn. Đây quý vị thấy bằng đêm đèn lên rất là đẹp. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo của Thịnh Nguyễn.